chào quý vị và bà con nông dân. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, chuối là cây trồng có tiềm năng xuất khẩu, mang lại giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, vài năm gần đây thì bệnh héo vàng lá chuối hay còn gọi là bệnh héo rũ Panama đã xuất hiện và gây hại ở nhiều địa phương. Bệnh làm cây chuối héo vàng, năng suất giảm và vườn chuối sẽ lụi dần sau 2-3 năm. Và để hạn chế ảnh hưởng của bệnh héo vàng lá chuối, mới đây Cục Bảo vệ Thực vật đã ban hành quy trình phòng chống bệnh héo vàng lá chuối, đề nghị Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn các địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Theo đó thì đẩy mạnh tuyên truyền tác hại và các biện pháp phòng trừ tới bà con. Kiểm soát nguồn giống, chỉ sử dụng giống sạch bệnh, giống kháng bệnh. Chú ý các biện pháp canh tác như là làm đất, bón phân hoặc có thể luân canh từ 2-3 năm. Trở lại với những thông tin thời tiết thì nắng nóng đã xuất hiện tại các tỉnh miền Bắc và gia tăng tới cả miền Trung trong ngày hôm nay và kéo dài trong 24 giờ tới. Nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc và khu vực từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên phổ biến là trên 33 độ. Nắng nóng gay gắt tập trung ở phía Tây Bắc Bộ và phía Tây của vùng núi Trung Bộ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều nay, phổ biến chỉ vào khoảng là 50-60%, nên nguy cơ hỏa hoạn luôn ở mức cao, đặc biệt là tại cánh rừng tại đây. Nên bà con cần phải nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ để đảm bảo an toàn về người cũng như là tài sản. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 24 giờ tới thì mưa có xu hướng gia tăng do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo nâng trục lên phía Bắc và hoạt động mạnh lên. Mưa tập trung nhiều về chiều tối, cục bộ có những điểm mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông thì quý vị cần phải hết sức đề phòng với lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh nguy hiểm. Do có mưa nên nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ và thời tiết chuyển mát mẻ hơn. Đến đây, bản tin thời tiết nông vụ ngày 19 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.